Bạch sư cho con hỏi về nghiệp và quả của nghiệp trong lối sống phi phạm hạnh. Dạ con có nghe sư giảng một đoạn, nếu vị ấy còn suy tư cho đến nhìn ngắm, cho đến nói chuyện, cho đến xúc chạm, thì đến cho đến bất cộng trụ, thì vị ấy không tránh khỏi địa ngục và các khổ cảnh. Con có thắc mắc rằng con là một cư sĩ, nếu cũng làm những việc ấy với tâm tham ái thì nghiệp cũng giống như vậy, hay bài kinh chỉ thì quả sẽ nặng hơn cư sĩ nếu vi phạm. Xin cảm ơn sư. Vị tu sĩ sở dĩ làm các cái hành động phi phạm hạnh có tội nặng hơn cư sĩ là bởi vì vị ấy được ăn từ sự bố thí cúng dường, được nuôi sống từ sự bố thí cúng dường của những người thí chủ với niềm tin trong sạch nơi Tam Bảo. Khi mà vị ấy được nuôi dưỡng bởi những người thí chủ có niềm tin trong sạch nơi Tam Bảo mà vị ấy còn làm những việc phi phạm hạnh thì vị ấy sẽ chắc chắn đi đến các cảnh giới xa đọa. Nhưng điều đó không có nghĩa là hàng cư sĩ quý vị ấy, làm những việc như thế thì mình sẽ không xa đọa. Chẳng qua là hàng tu sĩ thôi, chứ không có nghĩa quý vị làm thì quý vị sẽ vô tội. Bởi vì một khi chúng ta có suy nghĩ bất thiện, tức là suy nghĩ về ái luyến, chúng trôi lăn trong dòng sanh tử. Mà một khi còn trôi lăn trong dòng sanh tử thì không tránh khỏi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng bởi vì đối với hàng cư sĩ thì cấm không hết, nói quý vị nó cũng như không. Cho nên là giải quyết cho quý vị những cái mặt thô thiển trước, rồi sau đó mới đi đến những thứ vi tế sau. Giống như mình gọi là lau dọn, dọn dẹp nhà cửa, thì mình sẽ dọn những thứ mà nó thô thiển có thể thấy được ở trước mắt trước, rồi sau đó mới bắt đầu là dùng cái chổi quét những cái hạt bụi mịn mà mắt không nhìn thấy sâu, rồi sau đó nữa mới dùng cái cây lau nhà để lau lại cho nó sạch. Cho nên đối với hàng cư sĩ thì Đức Thế Tôn thuyết tuần tự pháp, đầu tiên là hàng cư sĩ phải biết bố thí. Sau khi bố thí rồi thì nên tập giữ giới. Sau khi tập giữ giới rồi thì nên nghĩ đến cảnh giới của chư thiên. Sau đó thì nên thấy được sự tai hại của các dục. Rồi sau đó thì mới thấy được cái sự lợi ích của việc ly dục. Rồi sau đó mới hướng đến việc tu tập, tìm hiểu về thế nào là khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến. Nên hàng cư sĩ thì cần dọn dẹp một cách từ từ. Còn nếu như mình đi thẳng vào những cái vi tế thì hàng cư sĩ rất khó để có thể áp dụng. Giống như là một đứa bé thì cần phải cho nó bú sữa trước, rồi từ từ cho nó ăn dặm đó, rồi từ từ mới cho nó ăn đồ mềm, rồi cho nó ăn đồ cứng, rồi từ từ mới cho nó ăn đồ như người trưởng thành được. Mỗi cái nó đều cần phải có một quá trình. Nhưng điều đó không có nghĩa là hàng cư sĩ
mình nên có, hoặc là mình suy nghĩ về ái dục á, thì nó không có thiện là chuyện đó nghe. Dù là tu sĩ hay cư sĩ có suy nghĩ ái luyến thì đó đều là bất thiện và đều đưa đi tái sanh về các cảnh khổ như nhau.